Ngày 2 tháng 2, tại nhà văn hóa xóm Môn xã Bắc Phong, tỉnh đoàn Hòa Bình đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tí năm 2020. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hòa Bình, đồng chí Đinh Đức Lân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, trên 300 đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn, các đơn vị trực thuộc và đông đảo người dân xã Bắc Phong. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tí năm 2020 là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ trong tỉnh chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức mọi tầng lớp nhân dân về tác dụng của rừng, trồng cây gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của Tết trồng cây, hàng năm, tỉnh đoàn đều xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tại lễ phát động Tết trồng cây năm nay, tỉnh đoàn đã tặng xã Bắc Phong 5.000 cây xanh. Sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã ra quân trồng cây tại khuôn viên sân nhà văn hóa xóm Môn và khu vực rừng phòng hộ xã Bắc Phong.